Chọn chữa cái bài tập này bởi vì sao Bởi vì cái câu hỏi A chia cho 7 dư mấy Nó không giống mấy câu hỏi thông thường Mà các bạn vẫn hay hỏi thầy Ví dụ cái bài này thì người ta có thể hỏi là A Chia hết cho 3 Đúng không? Hoặc là chứng minh rằng A chia hết cho 3 Tại vì sao? Tại vì mình thấy là à, 1 cộng 2 thì bằng 3 Mà 2 cộng 2 Mũ 2 thì mình có thể nhóm 2 ra ngoài Bên trong còn 1 cộng 2 rồi 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4, có thể nhóm 2 mũ 3 ra ngoài, bên trong là 1 cộng 2. Như vậy chỗ này bằng 3 này, chỗ này bằng 3, thì sẽ chia hết cho 3, sẽ chia hết cho 3. Đây là câu hỏi quen thuộc rồi. Đúng không nào? Bây giờ người ta mới hỏi là gì? Người ta mới hỏi là A chia 7 dư mấy? Thế thì mình cũng có thể phải sẽ phải đi nhóm ghép để thử xem là tổng của vài số nó có chia hết cho 7 hay không? Hay là nó chia 7 dư mấy? Rồi mình cứ nhóm từng ngoặc từng ngoặc vào. Rồi các số dư đấy mình cộng vào cũng cũng được mà. Và bây giờ mình phải xem là từ 2 mũ 1 ờ từ 2 mũ 1 tới 2 mũ 2024 thì có 2024 số hạng. Cái tổng này có 2024 số hạng nhá. Yeah. Bởi vì số mũ là 1, xong rồi số mũ là 1, số mũ là 2, số mũ là 3, số mũ là 4 cho đến tận đây mà. Thì 1 là 1 số, 2 là 2 số, 3 là 3 số, 4 là 4 số. Vậy thì đến 2024 là 2024 số nhá yeah, xong Thế 2024 số thì mình mới lại nháp tiếp là 2024 thì chia hết cho hai này à, Chia hết cho 4 không? Có này Nhưng mà nó lại không chia hết cho 3 uhm, Thế bây giờ mình nhóm mấy số vào một ngoặc nhỉ? mình lại nháp là nếu nhóm hai số thì sao? Mình lại nháp tiếp vào đây Là hai thì bằng hai này 2 mũ 1 thì bằng 2 này 2 mũ 2 thì bằng 4 này, 2 mũ 3 thì bằng 8 này, 2 mũ 4 thì bằng 16 vân vân này. Thế bây giờ mình nhóm hai số đi. 2 cộng 4 thì bằng 6 à? 6 chia 7 thì nó dư âm 1. Dư thực ra là dư 6, mình hiểu dư âm 1 cũng được, nhưng mà dư âm 1 thì thầy diễn tả chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Thì thử tiếp này, 2 cộng 4 cộng 8 ra bao nhiêu? Là 12, Ồ lại ra 14 à? 3 số một ngoặc thì lại cái này lại chia hết cho 7 mà chia cho 7 là là được cái chứ. Ngon đấy chứ đúng không? Tại vì bài này mình mình muốn là chia cho 7 mà. Nhưng mà vấn đề ở đây sẽ là gì? Vậy suy ra ý tưởng của mình là sẽ nhóm ba số vào một ngoặc. Tuy nhiên, tuy nhiên là cái gì? 2024 mà đem chia cho 3 thì được bao nhiêu? 20 chia 3 được 6, 6 3 18 còn thứ 22. Được 7, 7 3 21. Còn thừa 1 là 14, 14 chia 3 được 43 12 còn thừa 2. Ai chà chà. Như vậy là sẽ được là 674 ngoặc. Đúng không nào? Và còn thừa hai số. Đấy, tư duy của mình như vậy. Thế thì có thể ngay đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ tới việc là nhóm ba số là 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 đóng ngoặc. 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3 tức là chúng ta nhóm ba số đầu tiên. Rồi chúng ta nhóm tiếp ba số là 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 6 cộng chấm 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 thì cái ngoặc này này ba số này nó chia hết cho 7 rồi ba số bên này chắc chắn cũng chia hết cho 7 thì mình đã nháp ở đây rồi mà thế thì cho đến cuối cùng chỗ này cũng một cái ngoặc xong rồi thừa với hai số vậy hai số này sẽ là gì 2 mũ 2023 cộng 2 mũ 2024 à thế này à thế này xong mà lại xét chia cho 7 dư mấy thì thì cũng được thực ra thì với các bạn mà hiểu bài ấy biết về cái lũy thừa rồi là mình biết nhóm mấy con số 2 để làm một tích ấy thì vẫn làm được mà nhưng mà có một cái cách hay hơn đó là gì mình nhóm lùi lại từ đằng đuôi lùi lại đến khi mà thừa hai số thì mình sẽ chọn là thừa hai số này còn nó dễ bởi vì hai số này nó bé mình xử lý trực tiếp luôn các thầy cô có nhìn thì cũng không bắt bẻ gì cả còn đến đây mà mình xử lý cái cái tổng hai lũy thừa này này mà chia cho 7 dư mấy thì mình phải xử lý rất là kỹ. Chứ mình lập luận sơ sài có khi lại bị trừ điểm thì sao? Đúng không? Mà cũng không thuyết phục được người đọc. Vậy thì bây giờ bây giờ thầy sẽ làm như thế này. A sẽ bằng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 thầy để riêng. Rồi bắt đầu thầy mới nhóm là 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5 và một ngoặc. 2 mũ 6, 2 mũ 7, 2 mũ 8 và một ngoặc, cộng chấm chấm thì cộng đến cuối này này sẽ là 2 mũ 2021 22 23. không không 22 chứ nhỉ cộng 2 mũ 2023 và cộng 2 mũ 2024 đóng ngoặc chúng ta giải thích thêm là gì có 2024 số nên sẽ có lúc nãy chia bao nhiêu 674 à 674 ngoặc mà thì nhầm lại cái vì thầy hay chia sai quá dạo này hay chia sai quá 20 chia 3 được 6 6 38 thứ 2 22 chia 3 được 7 7 21 và 14 14 chia 3 được 4 32 đúng rồi có 2, 24 số lên sẽ có 674 ngoặc và thừa hai số đấy mình ghi rõ như thế này thì thầy cô cũng thấy ok mà tiếp tục này bằng cái này mình tính ra đi 2 cộng với 4 cộng với chỗ này thì mình lại đặt cái lũy thừa nhỏ nhất ra ngoài là 2 mũ 3 bên trong còn 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 chỗ này đặt 2 mũ 6 ra ngoài là 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng chấm 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 cứ như vậy cho đến 2 mũ 2022 đặt ra ngoài 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 viết thêm một dòng nữa đi A bằng 6 cộng với 2 mũ 3 nhân nhân 14 chứ nhỉ à đâu 4 6 7 Ô, nhân 7 luôn này cộng với 2 mũ 6 nhân 7 này cộng chấm 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 2 mũ 2022 nhân 7 này thì chỗ này sẽ bằng 6 cộng với 7 ra ngoài này. 2 mũ 3 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 9 cộng chấm chấm 2 mũ 2022 Thế thì rõ ràng là gì? Đến đây mình chỉ việc lập luận thôi Vì 7 chỉ chia hết cho 7 Nên 7 nhân với cái ngoặc này 2 mũ 3 cộng 2 mũ 6 2 mũ 2022 là sẽ chia hết cho 7 Suy ra Suy ra A mà bằng 6 cộng với cái tổng này này Thì sẽ chia cho 7 dư dư 6 Dư chính là cái số cộng thêm đó được chưa đấy để chữa cái câu này như vậy